Mời thầy cô trình bày bài 3 xem màn hình. Mở full full luôn thầy Thành. Thầy cô nhớ kết quả nha. Đang record bài của thầy cô đó, phát trên YouTube luôn á. Rồi rồi được, được. Mời mời tôi ăn đi. Mời cô ăn trình bày trong thời gian thầy Thành. Cô Ngân ơi, mời cô Ngân trình bày bài 4. Đúng rồi, bài này Thành đang chụp chặt nên cô trình bày luôn. Trình bày trước là sao? Cô kéo lên trên thử, rồi rồi cô nói đi.
Rồi mời thầy Thành. Mời thầy Thành share bài của thầy Thành lên đi.
Slay nó đứng đó thầy. Slay nó đứng rồi. Thầy đang Ủa thầy Thành ơi, cái phiếu ông đậm như nó không hiện, nó hiện ra cái tư bi, cái điểm mót, cái hình đó.
Mà thầy có góp ý đi. Và đi từ trên xuống dưới mà thầy Phú. Mà thầy Phú có mấy thầy Phú có đâu mà thầy Thành ghi lại nghe, thầy Thành ghi ghi lại
Mời mời cô Hằng đi, cô Hằng có ý kiến gì kế hoạch bài dạy của thầy Thành không?
Thành ghi lại nha, chân thành của cô Hằng. Mời cô Linh, mời cô Nguyễn Ngọc Linh, mời cô. Rồi mời thầy Tổng, mời thầy Tổng có ý kiến. Rồi mời cô Nguyễn Thị mời cô Nguyễn Thị Nghe có ý kiến. Cô Nguyễn Thị Nghe có đó không? Giờ đóng góp ý kiến cho này Thành ha. Về cái bao boy, thầy mở cái bao boy, cái trang chủ á, cái mặt đầu tiên á, thầy để cái chữ nó hơi to đó, thầy cảm thấy nó hơi to với cái chủ đề về. Rồi thầy cứ ghi nhận đi, từ từ chỉnh sửa. Rồi thầy có một like là ví dụ như câu hỏi mà thầy cho nó màu để coi, hình như không nhớ là cái slide nào. Sẽ có một câu hỏi thì thầy cho màu đỏ, nên cho màu đỏ, và cái dòng chữ thầy nên cho màu đen, hình như ở dưới đây cuối đó. Cái vấn đề mà đó 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 đúng rồi, cái dòng chữ khi xem phim á nó lên trong màu đen, thì đừng trong màu màu, màu 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 xanh nhìn rồi dít lên trên chút. Rồi của cái bài tập vận dụng thầy làm trên bao boy luôn hả? Slide hơi màu rất là nhiều, cái vấn đề mà dòng chữ á, màu xanh sẽ màu đen.
Rồi thầy có hướng dẫn học trò sửa mạng không? Dạ. Ví dụ mạng hư sao? Ví dụ đóng vai trò thầy ơi, nhà con mạng hư, bây giờ con không biết sửa, con không biết đảo password, thầy chỉ con với. Lâu sẽ có một số học sinh nó sẽ hỏi nhà con xài mạng của VNPT mà bây giờ cái password con vô không được thầy ơi, giờ thầy chỉ con đổi Dạ, tôi password. đang nghe thầy dạy học sinh từ nước ngoài học sinh mà. Sẽ có đó, học sinh Dạ, có nhiều tôi đứa đang nghe giỏi thầy nên nó dạy sẽ học hỏi sinh từ nước ngoài học sinh. giờ thầy hướng dẫn sao, thầy hướng dẫn làm sao? Ví dụ như thầy Mickey đây là học sinh thầy đây, thầy ví dụ như thầy Mickey đóng vai trò là học sinh đi, thầy ơi con xài mạng VNPT bây giờ không có vô được mạng. Câu thứ hai, giờ cái password con quên rồi, con không biết đổi, thầy chỉ đổi đi. Lúc đó thầy giải quyết sao? Thì đó, bây giờ em thầy Mickey đóng vai trò là học sinh, bây giờ hỏi vậy đó. Cắt cớ thầy giáo chơi, giờ thầy giáo giải quyết vấn đề đó sao? Tại vì học sinh á, có những đứa nó rất là giỏi, lâu lâu nó thầy cũng có ý kiến, bây giờ nhà con xài mạng VNPT mà con mạng nhà con không vô được thì chỉ con cấu hình với cái password với modem con vô không được. Có đó thầy, học sinh không thì bây giờ thầy giải quyết tình huống đó sao ý từ thầy đó. Một là thầy la nó kêu tào lao đi về chỗ, hai là cho coi video. Có nhiều đứa nó nghe nó kêu không chịu, con không chịu, bây giờ con chỉ muốn là thầy chỉ con trực tiếp luôn. Nhiều đứa rất là giỏi nó hỏi cách cớ đó, tình huống đó thì đặt ra thì trong trong thầy cô thì thầy cô giải quyết sao? Mời cô Hằng cho nghe ý kiến của cô Hằng đi. Cô Hằng ơi, ví dụ như trường hợp cũng kêu giờ trong lớp nó có đứa học sinh là nó học cũng khá, nó kêu cô ơi mình đang học mạng không dây có dây, bây giờ nhà con xài mạng không dây, bây giờ con không biết vô sao, mạng không vô được. Với câu thứ hai là sai password, bây giờ con không biết đổi. Đó là một ý kiến. Bây giờ cảm ơn cô Hằng. Bây giờ mình có lên. Cô lên ơi. Cô lên ơi. Cô lên. Tại vì như thế này nè, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những đứa học sinh nó như vậy, chứ không phải là không có. Chia sẻ cùng thầy cô luôn, có những đứa dụng máy nó hư huynh
Thầy có thể chỉ con cài quân không? Và có một đứa nó hỏi trường hợp cắt cớ vậy, nhiều khi mình vui thì mình trả lời, mình vui cái đi về chỗ tào lao đang học đang giờ học lý thuyết, thì trong giờ thực hành á, thầy cô nên cho học sinh làm coi một cái video clip để cấu hình mạng không dây và nó nói sơ sơ để cho nó nắm. Nãy giờ chưa thấy thầy cô nhắc tới cái vấn đề đó. Có nhiều đứa nó sẽ tự sửa mạng được luôn, nếu nó học khá nó sẽ sửa được, nó đổi được bắt buộc luôn. Tại vì cái modem sau cái cục modem là nó có cái thông số của thằng nhà mạng, đúng không này con? Trường hợp mà xấu nhất thì chỉ nó là gọi lên tổng tổng đài đó nhờ hỗ trợ kỹ thuật, đơn giản thôi, vậy thôi, đó là phương án tốt đẹp êm xuôi. Có trường hợp này nữa đưa ra thử thầy cô ý kiến thầy cô sao. Cái lớp bài nãy, bài của thầy Thành đúng không, nãy có cái vấn đề nó vấn đề cáp á, có khi nào thầy cô cho bấm cáp không? Hay, cái đó là một ý kiến hay. Tại vì nhiều khi mà mình chỉ nó bấm trường hợp mạng nhà nó cái dây mạng nhà nó đứt, nó có thể nó nhớ lại cái bài mình dạy là nó có thể mua mít dây kìm bấm thì nó bấm được, có nó sẽ bấm được. Còn cô Hằng sao, cô Hằng ha, nghe ý kiến của Hằng đi. Cô Hằng ơi, cô Hằng ơi, nghe cái có khi nào cô dạy em trò bấm cáp không? Đúng. Tại vì cái mạng không dây mạng có dây á, là thần dính hai cái vấn đề đó xảy ra rất là nhiều. Cô lên có lắm, cô lên giờ giờ theo theo ý kiến cô Linh á, nãy cô Linh có nghe hỏi không? Đúng rồi. Rồi, nói chung cái đó bỏ qua đi, còn câu hai. Bấm cáp. Rồi trường hợp không vô mạng sao? Trường hợp ví dụ máy nhà công mình không. Rồi, ý kiến của thầy cô khác.
Mà thầy Thành, theo ý kiến của thầy thì sao? Ý kiến của cô Linh á. Thầy Thành ơi. Giờ theo ý kiến thầy á, ví dụ như trường hợp mảng ở nhà đi, đừng nói mảng trường thì nó cao siêu quá, không vô mạng thì thầy khắc phục như thế nào? Mạng không dây nha, đang nói mạng không dây, mình chưa nói mạng có dây. Đèn vẫn sáng, trường hợp đèn vẫn sáng mà vẫn không vô. Pin vẫn 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 thấy luôn, vẫn thấy luôn. Cái đó là trường hợp nó cũng có chứ không phải là không. Modem vẫn sáng, rồi đèn vẫn sáng, máy tính vẫn thấy biểu tượng kết nối mà không vô được. Cái này là thực tế luôn, chia sẻ cùng thầy cô luôn. Rồi, ý kiến của thầy. Cái này là những bài thực tế đúc kết kinh nghiệm. Thầy nói cũng đúng chứ không phải là không, mà còn những yếu tố khác nữa. Thầy đồng ơi, ý kiến thầy đồng ý kiến của thầy đồng nào? Tại vì như thế này, trường hợp mà mạng không dây mà đèn sáng, cái biểu tượng trên máy tính sáng mà không vô mạng, thường á là dân kỹ thuật á là thường họ vô cái CMD, họ pin IP kinh fix on, rồi nó ra cái địa chỉ IP. Giờ mình pin cái địa chỉ IP, nếu mà không thấy thông thì mình qua cái IP config relay renew và kiểm tra trường hợp mình, nếu mà không 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 có phá IP nữa thì mình reset modem hết để nó mặc định trở về vị trí ban đầu, rồi mình truy cập. Được không thầy cô? Rồi và điện xét. Reset modem á, thường á, là có một cái cây nhọn 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 chọn bấm giữ 3 giây buông ra. Có những người lấy tua vít chọt cái hư luôn cái nút reset. Búp bê là như là cái nút reset nó mau hư lắm. Thầy lấy cái ghim á, rồi bấm vô giữ 3 giây buông ra. Thầy Thành để ý nha, cái trang chủ của thầy Thành là hơi to, cái chữ hơi to đó.
cái tiêu đề là nên dùng màu đỏ. Rồi cái chữ mà câu hỏi á, là màu đen thì thầy cho màu xanh. Cái slide đó thì nó rất ok. Rồi cái điều mà kế hoạch bài dạy với cái phiếu ôn tập thì góp ý thầy Thành với cô Ngân luôn. Thường là trường trước và giáo viên sau, rồi mới đến lớp thầy cô để tá lạ hết. Thầy cô nhớ giùm em cái vấn đề đó ha. Rồi qua cái bài nhận xét cô Ngân, cái PowerPoint thì của thầy Thành thì ok rồi, không nói gì hết, chỉ có những cái ý này thôi. Kế hoạch bài dạy với phiếu tập, cái kế hoạch bài dạy của thầy Thành là nên có cái ưu điểm của mạng không dây và có dây, giống như cô Hằng nãy nói đó, bổ sung vô. Rồi mời thầy cô nhận xét bài cô Ngân, lát nữa sẽ chia sẻ cho quý thầy cô vấn đề mà một số phần mềm. Mời thầy cô góp ý bài cô Ngân đi. Ủa cô Ngân đây đi đâu rồi ạ? Rồi mời mời thầy Phú góp ý bài cô Ngân đi, từ trên xuống dưới giống nhảy đi. Rồi mời cô Hằng đi ha. Mời cô Hằng là bị dính là hiểu đại ca đi. Mời cô Hằng đại ca góp ý. Mời cô Hằng. Cô Hằng ơi. Cô Hằng có đó không? À, mấy giờ. Vậy thôi mình mời cô Linh trước đi, lát mình quay lại cô Hằng. Mời cô Linh. Mời cô Linh. Mời cô Hằng đi. Cô Hằng tắt mic chào. Không biết có nghe không? Vậy thôi mời thầy Tùng đi. Tính nghe ý kiến của Hằng mà cô Hằng tắt mic rồi. Thôi để nhận xét luôn ha. Cái vấn đề mà PowerPoint đi, cô Ngân chiếu vào bài PowerPoint đi. Rồi kéo lên cái trang đầu tiên. Cái giao diện, cái background của cô á, làm sao cho nó đẹp đẹp chút không? Tại vì mình thống nhất. Cái này là sẽ chia sẻ cho thầy cô ba chục nội quy sau khi mình làm xong cái đề cương và cách trị học sinh luôn. Thầy cô đồng ý không? Có nghĩa là 30 NQ vô ngày đầu tiên lớp, mặt ngầu đọc NQ không cho ghi, không đánh, không không la, không nhỉ, hắt mặt mình như hình sự. Chỉ cần 6 tháng, mình chỉ cần nó dạy nó 4 tháng 6 tháng là nó sợ mình. Cái đó là sau cùng đi. Nên cái background này cô làm đẹp đẹp chút ha, cho nó cái bông hay cái gì đó, chứ cái nền trắng nhìn 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 nó cũng không có được mắt mắt lắm. Rồi cái bài tập vận dụng cô ghi lại ngay cô ngăn. Cái bài tập vận dụng cô kéo cái bài tập vận dụng của cô cho Mickey coi. Ủa sao cái bài tập cũng có trắng bóc à? Cái
Cái bài diễn tập vận dụng của cô hay là cô dùng là áp dụng? Cô nên cho trò làm bài vận dụng để củng cố là kiến thức. Một là chơi trò chơi PowerPoint riêng, không tích hợp trong cái file bài giảng. Hai là tích hợp trong file bài giảng. Được không cô Ngân? Trò chơi dạng trắc nghiệm đi chứ trò chơi dạng kia mất thời gian lắm, trái do án mình á, trái do án mình á, mình dạy không kịp. Giống như mấy bài của thầy cô trước á, mình chơi nó chơi trò chơi trắc nghiệm mà dạng củng cố kiến thức. Cuối chứ, cuối bài chứ. Còn cái nếu mà cô muốn, nếu cô muốn dạy thì cái phần đó là phần khởi động, cho nó cỡ hai ba câu. Ở trên group á, có chia sẻ cho thầy cô rồi, tổng cộng là 100 trò chơi. Thầy cô muốn lấy trò chơi nào thầy cô lấy hãy về. Để riêng cũng được mà để chung cũng được. Thì mỗi giáo viên ví dụ ai là triệu phú rồi trò chơi mà lật hình là hái táo hái quai gì đó, để cho nó cái đặc thù mình, cái môn của mình nó khác mấy môn kia, vừa học vừa chơi mình không có gây áp lực cho nó. Cuối bài thì để củng cố hệ thống kiến thức, đầu bài thì ôn là bài cũ của cái bài, bài cũ đó, còn thiếu hai cái đó đó. Với cái thứ ba là slide cho nó đẹp đẹp một chút, để trường rồi để logo, để tên giáo viên rồi. Cái PowerPoint thì chỉ có vậy thôi. Cái phiếu học tập thì cô mở thử Mickey xem trên cùng đó, hồi nãy sửa lại cái header con, trường rồi tên giáo viên ngày soạn rồi lớp. Tại vì đi theo trình tự là trường trung học cơ sở gì đó, sau này giáo viên nhận về là giáo viên chỉ ghi tên của trường mình vô thôi, rồi trường tên giáo viên rồi ngày soạn rồi ngày soạn là đủ rồi. Lớp cần phải ghi thêm cái lớp, đi theo đúng trình tự trường tên giáo viên lớp và ngày soạn, hoặc làm theo cái kiểu dạng của thầy Tùng hôm bữa đó, không biết cô có thấy không, kể cái bảng xong rồi dạy bao nhiêu lớp nữa cái mình ghi tay cũng được, hoặc đánh máy cũng được. Rồi cái size của cô, cái cỡ chữ của cô là 13, 14 à. Cái phiếu tập á. Định dạng thì cho nó trùng luôn, cỡ chữ với phông là tay như mình, như cỡ chữ 14 đó là phiếu tập. Thì là cô có cái đáp án mà nè, rồi ok, nói chung là như vậy là ok. Còn qua cái kế hoạch bài dạy như là cô cũng thiếu cái tên giáo viên, cô không có canh lệ cái phần kế hoạch bài dạy như cô không có canh lệ, thấy nó nhảy đó. Nên như những cái mà để mấy bên này nè, tên giáo viên cô chữa như sao ghi đủ
Để nó ý nó là tên giáo viên cô chửi sao giết rồi, nói chung là chỉ có vậy thôi. Rồi mình tổng kết lại những cái công việc mình làm được ha. Hiện giờ là có chủ đề A, chủ đề B, chủ đề C. Chủ đề A thì thầy Tùng đã hoàn tất nộp rồi, chỉ còn thiếu thầy Tùng thôi. Thầy Tùng chưa sửa bài 2, chưa sửa bài 2. Còn chủ đề B và chủ đề C là thời hạn nộp là ngày 8 tháng 8 á thầy cô. Alo, thầy con em nói mà. Rồi chủ đề D, E, F đã thông báo trên nhóm rồi. Thầy cô bận vì gì thì thầy cô nhắn lên nhóm giúp để sắp xếp cho mình thực hiện hoàn tất kế hoạch của mình là kế hoạch bài dạy, phiếu tập với bài giảng PowerPoint. Sau đó Mickey sẽ gom lại, rồi sau đó là Mickey sẽ gửi cho thầy cô. Trường hợp gửi cho thầy cô, những thầy cô tham dự thì sẽ gửi. Còn trường hợp ví dụ như đăng ký chơi cho vui mà không có tham dự, không nói thì sẽ không có thầy cô. Cái này là nói trước luôn. Rồi thầy cô có ý kiến gì không? Ví dụ như trường hợp chủ đề A là có thầy Tùng, cô Nga, cô Nguyễn Thị Nga. Rồi trường hợp cô Thảo thì đã nói chuyện với thầy Tùng rồi, là chắc chắn gửi cho cô Thảo nữa. Và thầy Tùng tổng cộng là bốn đúng không thầy Tùng? Đó. Rồi chủ đề B là hiện giờ là chưa có gửi nên chưa có thống kê là được. Cô Thảo thì có lý do, việc ở trường quá nhiều. Rồi thầy có ý kiến gì cứ cứ nói ha. Có thầy cô nào thì, trong nhóm chủ đề D không? Bữa nay online không? Có thầy cô nào nhóm chủ đề D bữa nay online không ạ? Chắc chắn là không có rồi. Rồi bây giờ nói vấn đề kế hoạch của cái cô gì đây nè. Thầy tôi cũng đã trả lời rồi, thầy coi vô, vô vô nhóm sẽ thấy cái kế hoạch về gì môn tin của cô Thuận Bủ á, Bủ Thuận gì đó. Thầy cô thấy không à? Thầy cô thấy cái kế hoạch của cô này sao? Trên nhóm soạn thảo kính diệu thầy Vũ. Cô này có tham gia, có nộp bài mà không. Rất nhiều thầy cô rất là lạ, mấy kia cũng không hiểu tại sao đó. Thầy cô tham khảo coi cái dạy của trường cô này thì thấy như thế nào trên lớp á. Hãy
như thế này nè, mình dạy sách cánh diều là mình sẽ tập trung đầu tư sách cánh diều, không có rau nọ cắm cầm bà kia, là mình chỉ chuyên về vấn đề sách cánh diều thôi. Sao con? Vì mình dạy sách cánh diều là mình chỉ nghiên cứu tập trung sách cánh diều thôi, mình không có lấy cái ý tưởng của sách kết nối tri thức đem ra áp dụng sách cánh diều ở trường. Tại vì như thế này nè, cô nghe chia sẻ cùng thầy cô luôn. Tại vì cái sách kinh nghiệm của mình là nó nặng về lý thuyết quá nhiều, nên mà mới có cái ý tưởng là làm cái phiếu ôn tập á. Lúc đầu theo ý tưởng của cô Hằng á thì mình nên cho học trò, đưa học trò làm mà phiếu tập đem về nhà làm trước, vô trường mình giảng mà mình sửa bài dành cỡ khoảng 5 đến 10 phút, không có thể mình ghi ghi đọc đọc chép chép được, thì chỉ có 1 tiếng mà làm sao mà kịp, đúng không thầy con? Này này rồi. Nên nhớ rất là lâu. Đấy. Nên thầy cô làm cho mỗi thầy cô một cái Google Slide đi up lên thầy cô nha, để cho học trò nó có cái nguồn tư liệu á. Thầy cô mình đang có một cái Google Slide, thầy cô nào mà chơi sai đó là cũng một ý kế rất là tiện. Còn thầy cô nào mà xịn nữa thì mua cái tên mềm, cái Google size vô rồi đưa bài lên để có nguồn tư liệu cho học trò vô nó tìm hiểu trước. Còn cái vấn đề kết nối tri thức cảnh đây, mình đừng có nhập tâm vô là mình biết bao nhiêu thứ là bị mình nhập tâm vô để làm gì chuyện đó, được chưa con nghe? Con nghe ý kiến con nghe vậy được chưa? Tập trung một sách thôi, ở trường thầy Mickey dạy cũng có tình huống như vậy đó, cũng có một cô cũng tên là nghe ý tưởng cũng vậy luôn, có nghĩa là đã chọn sách kính nhiều rồi mà muốn đem cái kiến thức kết nối tri thức vô để dạy cho học trò nữa, phản đối kịch liệt luôn. Tại vì ở trường cái cô kia cũng nói y chang vậy đó, kêu là bây giờ tóm lại là chọn sách kênh nhiều hay chọn sách kết nối. Sách kết nối thì dạy cỡ khoảng 2 tháng là hết chương trình rồi, sách kênh nhiều là nó nặng về lý thuyết,
Nhìn là mình cũng biết rồi, thầy cô mình cũng biết rồi đó. Rồi, cái vấn đề là bữa nay thì chỉ có hai thầy cô thôi. Giờ thầy cô muốn trao đổi gì cứ cứ thắc mắc, mình trao đổi. Còn riêng cái chủ đề B, chủ đề C thì nhắc lại là thầy cô là ngày 8 tháng 8 gửi cái mail thầy cô. Lưu 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 file cũng đã đưa lên nhóm rồi. Thầy cô coi làm theo nha. Rồi tuần tới là mình sẽ triển khai chủ đề D và E. D và E. Tại vì chủ đề E là có 8 bài lận, sẽ chia cho 4 ngày, cho 2 ngày. Bây giờ thầy cô có thống nhất là giờ buổi tối không hay là giờ buổi sáng? Thầy cô cho ý kiến. Ra một ý kiến và buổi tối hôm lấy còn thầy con này nữa. Rồi hai ý kiến buổi tối còn thầy con này nữa. Buổi tối rồi ba ý kiến thầy con còn thầy con này nữa. Cô lên buổi tối hay buổi sáng cô lên nè. Thì sẽ hỗ trợ cho cô Linh viết toán luôn. Cô Linh đồng ý không? Buổi tối đúng không? Rồi cô Hằng, ý kiến của Hằng sao? Cô Hằng tắt mic hay cô Hằng còn không à? Khoan, em vô rồi. Vậy là giờ thống nhất là mà 7 giờ 7 rưỡi thầy cô. Gì 7 rưỡi đúng thầy cô vô đúng giờ nha. Tìm bữa nay là thấy vô trễ đó. Rồi mình còn chủ đề D với E với F là ba chủ đề. Rồi kế kế tiếp là mình có nên làm đề cương hay không hay triển khai đề cương. Thành công có ý kiến gì về chuyện đó? Chưa phải thấy. Vậy nếu mà không không thi thì thi giữa kỳ thì sao? Ở trường cô thì sao? Rồi cô có tính năm nay là giữa kỳ là có
có cho thuyết trình không hay là ra đề thôi, đề tự luận dưới lý thuyết là dưới trách nhiệm. Thường á bây giờ là không có gọi là 15 phút nữa mà gọi là giữa kỳ, giữa thường xuyên, giữa cuối kỳ. Thì ở trường cô thì vừa tự luận vừa trách nhiệm. Thì ở Sài Gòn á thì vào mỗi trường thì có thể hôm nay Mickey cho học trò thuyết trình lấy điểm. Thuyết trình ví dụ cho nó một cái chủ đề là đó. Ví dụ mỗi nhóm một chủ đề, bốn nhóm một chủ đề, rồi chỉ nó ra bo bo sơ sơ rồi cho học sinh nó về nó tự làm lên đó. Thì giữa kỳ là tại vì có trường thì 2 cột, có trường thì 3 cột, thì mình sẽ lấy ra một cột rồi cho nó đứng nó nói cho nó dạng, cho nó 4 chủ đề thì làm một cái dự án nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như cho nó cái văn bản rồi để nó chèn vợt, nó canh lề, nó chỉnh xong nó nộp ngược lại cho mình, hoặc là cho nó làm video resume. Wow. Rồi nó lên mạng nó lấy cái hình ảnh ngày nhà giáo Việt Nam, đó là năm nào thì Mickey cũng cho học sinh làm như vậy hết cho nó làm brochure. Nếu mà kiểm tra thực tế thì cho nó xài MyWay. Không hề form luôn, có nghĩa là nó chỉ chọn đúng một phương án, nó không cho nó sửa, canh thời gian học trò mà cho nó 20 câu, cho nó 20 câu cả lớp cùng làm, cấm được nhìn nhau, làm online cái bài đó. Từ thời chi thời chi cái bài đó mày quỳ rất là hay, nó không copy được của nhau đâu. Đúng rồi, 20 câu nên mới nói là làm, mỗi mỗi thầy cô 5 câu thôi gom lại đó. 5 câu thì thầy cô nào sưu tầm hay là tự mình viết thì góp ý gom lại. Tại vì cái MyWay này rất là hay, điểm cao thì cũng rất là cao mà điểm thấp cũng rất là thấp, đứa nào lanh thì nó chọn nhanh, còn đứa nào mình nó khù khờ là điểm nó không được cao, thấp nhất. À, mỗi đứa có ngồi trên 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 phòng trên máy tính á là tụi nó tự chọn, có mạng ổn định máy được là được. Cái này là cái ứng dụng này là ở bên Anh, ông thầy dạy tiếng Anh ông áp dụng vô thấy rất là hay. Đợt trước là có thi thuyết trình tiếng Anh và cũng 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 làm 20 câu hỏi bằng tiếng Anh,
Dư mời các bạn trong trong lớp chọn đáp án làm tới câu số 20 thì nó mới hiện ra đáp án nhất nhì ba từ 1 tới 10. Cái này rất là hay, mình có thể lấy điểm giữa kỳ cũng được. Có xài điện thoại được luôn, laptop được luôn, máy tính được luôn, iPad được luôn. Cái đó rất là tuyệt. Cái bài này là mình phải chụp hình nhất nhì ba, nhất xếp hạng từ chụp hình. Nếu mà thầy cô muốn dạy thì thầy cô phải soạn một cái đề 20 câu và thầy cô lưu lại là một. Cái thứ hai là chụp câu hỏi, chụp chụp câu hỏi trên máy quay, và kết quả cuối cùng của 10 em xuất sắc thì 10 em đó sẽ được 10 điểm và tính theo thời gian. Nó sẽ hiện ra 10 em đầu tiên xuất sắc, em 11, em thứ 11 nó không hiện nhưng thầy con có luôn. Bữa chơi ứng dụng nó vô thi giữa kỳ môn tiếng Anh cả lớp náo loạn luôn. Giờ thầy con thầy muốn ơi, thầy đánh phần cho chúng em cái phần mềm nhận này gửi cho thầy coi luôn đây. Máy này không có cài tài khoản. Đây. Gửi qua cái chat cho thầy coi nè. Này rất là hay. Ở giảng đường đại học là mấy thầy cô thạc sĩ đều xài này hết á. Thầy cô vô thử hoàn toàn tiếng Anh nha, không có tiếng Việt nha thầy cô Linh là tiếng Anh thì rất là cô nghe sợ tiếng Anh là không 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 không, không nắm nha. Tại vì cái này có đăng ký thì đó, cái đó từ từ đi đừng có nung nóng. Em là chuyên gia nung nóng, cái đó là anh chụp hình anh làm hướng dẫn từ A tới Z rồi. Tại vì chuyên đề hè ở trường anh là nó bắt giáo viên là mỗi giáo viên là phải có một cái chuyên đề, một ứng dụng. Mình chụp mình soạn câu hỏi xong rồi mình chụp kết quả của ông sinh. Và trong cái thời gian mà làm điểm giữa kỳ á mình thông báo gặp em nào mà cô chỉ lấy 10 kết quả đầu tiên là 10 điểm. Thời gian ngắn nhất còn lại là em còn lại là 9 điểm. Thì điểm môn tin mình sẽ rất là cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô tại vì vậy nè, cái desktop á, cái bản hiện giờ là mà xài ổn định nhất là cái bản 10 là ổn định nhất á. Còn cái trường hợp của cô là không biết có rác không thì mình không biết chuyện đó. Kiểm Anh tra 14 mà với cái hình mà máy máy mạnh chứ máy yếu là xài cũng được. Nếu mà xài net off á, là có chặn trang web được, có chức năng là chặn trang web, những cái web mà học sinh nó hay vô, thứ nhất là mình phải để ý, thứ hai là mình chặn nó được. Mà ngồi trên ngồi mình ngồi trên đó là mình nhìn thấy. Bản 14 là chắc là máy thầy là có hình mạnh á. Chứ thường là 10, 11 là thấy ổn định rồi. Nên nó ở trên mạng á, hiện giờ thấy có một cô đang quay clip vấn đề mà xích kính diều, thấy cũng được lắm. Bữa nào lết cho thầy cô coi xích kính diều.